hôm nay mình sẽ chia sẻ một chủ đề rất hot đang được nhiều người quan tâm và ngay cả chính bạn cũng như thế, đó là bí kíp để giải đề thi môn trang trí màu nhanh và đúng. Ok, mình muốn các bạn nắm trước cho mình 3 điều chúng ta cần phải làm trước khi đi thi. Thứ nhất này, các bạn phải tìm hiểu thật kỹ style trường mình muốn thi, bởi vì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đúng không nào? Cái thứ hai, các bạn phải luyện thật nhiều và thuộc lòng càng nhiều họa tiết càng tốt. Khi đó dù đề thi có cho ra họa tiết nào, các bạn cũng sẽ không sợ nữa. Cái thứ ba là các bạn phải luyện vẽ thật nhanh, tô thật nhanh. Với thời gian hạn hẹp trong phòng thi thì việc bạn tô nhanh đó chính là một lợi thế rất lớn. Ok, là 3 điều nhé. Trong lúc thi chúng ta cần phải làm theo trình tự nào? Thì đây chính là nội dung cốt lõi của video ngày hôm nay. Stand! Giờ thi đã điểm. Wow, hồi hộp quá. No, các bạn đừng hồi hộp. Việc đầu tiên mình cần làm là phải hít một hơi thật sâu, thư giãn và bình tĩnh. Các bạn nên nhớ rằng việc để bản thân rơi vào trạng thái hồi hộp sẽ khiến cho chân tay bạn run lên này, tim đập bình bình này, đầu óc nghĩ loạn xa ngầu lên. Thì khi đó thì tâm trí đâu mà các bạn nghĩ về đề thi nữa. Hãy coi như đây là một bài thi thử và các bạn sẽ cố gắng hết sức để làm nó. Khi đã có đề thi trên tay, hãy đọc lướt thật nhanh và dừng lại ở phần yêu cầu đối với kích thước bài thi. Và kẽ ngay cái khung hình này vào giấy làm bài của mình. Theo như kinh nghiệm đi thi, chúng ta sẽ làm những phần dễ trước. Và đây là phần mà chúng ta sẽ không phải tốn nhiều thời gian suy nghĩ mà lại có ngay được con điểm đầu tiên, đó là đúng kích thước. Mình sẽ ví dụ như đề thi thử online môn trang trí màu lần 2 của Big Studio diễn ra năm ngoái. Đề yêu cầu là hãy trang trí một miếng lót ly sử dụng họa tiết con nai kèm theo dòng chữ Big Studio gam màu tự do. Kích thước thì theo như hình vẽ bên. Theo như lời khuyên của mình thì các bạn sẽ vẽ cái hình này vào giấy làm bài của mình nha. Đương nhiên cái hình này là mình đã triển khai ra từ đề thi rồi nên nó mới lớn được như vậy. Sau khi kẽ kích thước khung xong, chúng ta sẽ quay trở lại đọc thật kỹ đề, phân tích đề và gạch chân ở những điểm mấu chốt. Ok, chúng ta sẽ quay lại đề thi online hồi nãy. Đây là dạng đề khá đơn giản, không đánh đố, không có những ẩn ý khiến cho thí sinh phải động não suy nghĩ quá nhiều. Yêu cầu đề khá là đơn giản, rõ ràng là hãy sử dụng họa tiết con nai kèm theo dòng chữ Big Studio để trang trí, gam màu thì tự do. Vậy thì cái khó ở đây là ở chỗ nào? Cái khó ở đây chắc chắn sẽ nằm trong phần sắp xếp bố cục sao cho hợp lý đối với dạng hình kết hợp vừa phải có một hình tròn kết hợp với 6 cái nửa hình tròn khác. Đề thi yêu cầu là sử dụng chữ. Vậy thì sẽ rất khó nếu chúng ta sử dụng cái phương án bố cục đối xứng. Các chữ sẽ phải tách ra và bạn sẽ không biết đặt ở đâu. Đương nhiên người xem người ta sẽ không đọc hiểu được cái câu nghĩa của cái câu cú mà các bạn vừa vẽ ra. Vậy thì chỉ có một cái phương án bố cục tốt nhất, đó là bố cục tự do mới phù hợp với cái dạng đề vừa kết hợp các hình mà vừa yêu cầu có chữ này. Bonus thêm cho các bạn một lời khuyên là nếu như các bạn sau này làm những bài khác mà các bạn có thể ứng dụng được cả hai cái phương án bố cục trên thì mình khuyên các bạn nên sử dụng bố cục tự do. Tại vì nó nhanh, mỗi hình, mỗi mảng các bạn chỉ cần vẽ lại một lần và các bạn thỏa sức biến tấu với nó. Sau khi mình chọn xong dạng bố cục phù hợp rồi, cụ thể đây là bố cục tự do, thì trong phòng thi, mỗi thí sinh sẽ được phát một tờ giấy nháp. Hoặc ngộ nhỡ như các bạn không được phát thì mình vẫn có thể tận dụng cái mặt sau của tờ đề thi để làm giấy nháp cũng được. Các bạn sẽ phát sơ ý tưởng của mình lên vài ba bố cục đơn giản thôi. Sau đó mình sẽ chọn cái tốt nhất để áp dụng vào bài thi. Đừng quên áp dụng cái quy tắc chia ba để tìm điểm vàng. Đồng thời chúng ta sẽ vẽ thật đơn giản như là họa tiết chính phủ sẽ nằm ở đâu này, cùng với vài ba mảng liên kết. Như đây là cái phần ý tưởng của mình cho cái bài thi online hồi nãy.
mình vẽ họa tiết con nai thì mình vẽ hai con, một con nai mẹ, một con nai con. Con nai mẹ là phần chính, còn con nai con chỉ là họa tiết phụ thôi. Thì con nai mẹ mình sẽ đặt phần đầu ngay vị trí điểm vàng bên trái hình tròn. Các bạn thấy đó, toàn thể con nai á nó rơi vào phía dưới và bên trái, cho nên cái dòng chữ á, mình cố tình đặt qua bên phải và đặt ở phía trên của hình tròn đây. Sau đó mình chỉ phát sơ vài ba mảng liên kết và một vài mảng nho nhỏ lên ý tưởng cho cái sáu cái hình tròn nhỏ bên ngoài. Và chúng ta sẽ dừng ở đây thôi, chúng ta không nên vẽ quá kỹ và dành thời gian quá lâu cho cái bài phát thảo này. Nếu như tổng thời gian thi là 4,5 đến 5 tiếng tùy trường, thì cái thời gian mà các bạn bỏ ra từ lúc cầm cái tờ đề trên tay cho đến giai đoạn này chúng ta không được vượt quá 30 phút đâu. Chỉ còn vài tiếng nhích ở thôi nên các bạn sẽ phải vẽ thật nhanh từ bài nháp vào bài thi. Trong bài thi các bạn sẽ vẽ kỹ hơn đối với họa tiết chính và phần chữ. Những phần tiểu tiết khác các bạn nên lược bớt đi để tránh mất thời gian. Và phải đảm bảo trong bài luôn có những cái mảng liên kết lớn. Sau này khi tô màu xong mà chúng ta thấy còn dư thời gian, mình sẽ quay trở lại vẽ thêm những cái mảng nhỏ hay là những hình magie cho bài thêm sinh động. Mình gọi đây là cái giai đoạn phóng hình và nó sẽ tốn mất tầm từ 20 đến 30 phút của bạn nếu các bạn đủ nhanh. Đây là cái bản nét của bài thi đã được phóng to từ bản nháp. Như các bạn thấy đó thì mình đã vẽ sức đơn giản thôi, chủ yếu tập trung vào họa tiết chính và phần chữ. Họa tiết con nai mình cũng đã phân khối và tính các mảng giao giữa nó với nền. Phần chữ mình cũng đã cho nó giao với nền để tạo sự liên kết. Và mình cũng tính thêm những cái hình nhỏ chi tiết để tạo không gian cho bài. Các hình xung quanh thì mình cũng vẽ hết sức tối giản, chủ yếu là từ 3 đến 4 mảng. Như thế là cũng đã đủ để tô màu rồi các bạn. Tổng hợp lại từ lúc nhận đề cho đến lúc vẽ ra một cái bản nét như thế này thì cũng đã tốn mất tầm 1 tiếng của các bạn rồi. Nhưng mà nó xứng đáng, bởi vì một bài trang trí đẹp trước tiên nó phải có một cái bố cục đẹp cái đã. Sau đó là khoảng thời gian các bạn điên cuồng tô màu. Nó là điên cuồng nhưng ý mình là các bạn sẽ phải tô thật nhanh đó. Rồi, làm thế nào để tô màu cho thật nhanh? Đầu tiên là các bạn sẽ phải chọn gam màu sao cho phù hợp với yêu cầu của đề thi. Yêu cầu đề thi lần này là gam màu tự do, vậy thì dễ rồi, các bạn sẽ chọn gam màu theo ý thích. Khi tô, các bạn sẽ ưu tiên tô những cái mảng lớn trước như là các mảng nền. Sau đó mới đến họa tiết chính và đến những cái phần chữ. Rồi kế đến mới tới những cái phần phụ khác như là phần bên ngoài đây. Các bạn nhớ cho mình một cái quy tắc, đó là tuyệt đối không được tô sót một mảng nào. Nếu tô sót có nghĩa là bài của bạn chưa hoàn thiện, mà khi chưa hoàn thiện thì giám khảo sẽ rất là khó để chấm điểm cao cho bài của bạn được. Cuối cùng của phần tô màu như mình có nói trước đó là khi mà còn dư thời gian đó, các bạn sẽ vẽ thêm chi tiết vào để cho bài thi của các bạn trở nên thật sinh động. Chúc mừng các bạn đã tô xong một bài thi thật là hoành tráng. Nhưng mà trước khi đứng lên để nộp bài thi, chúng ta cần phải làm một thủ tục hết sức quan trọng, đó là kiểm tra thông tin thí sinh đã được điền đầy đủ chưa, như tên thí sinh, số báo danh hay là phòng thi này. Còn bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một số bài vẽ của các thí sinh online đã giải đề thi vừa rồi, kèm thêm một vài lời khuyên nho nhỏ của mình. Đây là một số bài mà mình đã lựa ra để làm ví dụ. Tất nhiên vì lý do tiếng Việt thì mình sẽ không nói rõ đây là bài của ai đâu. Nếu như các bạn muốn xem đầy đủ hơn thì mình có thể truy cập vào website vẽvui.net, vào thư mục thi thử online môn trang trí màu lần 2 của Big Studio để xem đầy đủ hơn nha. Còn bây giờ mình sẽ nhận xét sơ bộ các bài này. Bài này mình đặt tên là bài số 1, thì bài này có những cái ưu điểm như là bố cục rất là chắc chắn, cân đối, màu sắc thì cũng hài hòa. Tuy nhiên cái nhược điểm của bài này là sử dụng sắc tối hơi nhiều nên bài hơi trầm và thiếu chiều sâu. Đồng thời bạn lạm dụng cái màu xanh hơi bị nhiều, thành ra là cái gam màu của nó hơi đơn sắc. Bài này mình rất thích cách bạn cắt điệu họa tiết nhìn rất là hay. Tuy nhiên bạn phạm một cái lỗi, đó là mảng chi nền bị nát. Khi mà mình chi mảng nền quá nhiều thì ngoài nó bị nát ra thì mình còn phải tốn nhiều thời gian để tô nó nữa. Bài thứ ba thì mình đánh giá cao cái cách mà bạn cắt điệu phần chữ nhìn rất là hay. Tuy nhiên cái phần chữ bạn cắt điệu hơi nhiều quá, thành ra là cái người xem đó, người ta vẫn không thể nào đọc được cái chữ bạn đang viết là gì, cho nên nó vẫn bị điểm trừ là phạm lỗi không rõ nghĩa phần chữ.
Và cái bài cuối cùng thì mình rất thích cái tông màu này. Tuy nhiên cái bài này nó phạm một cái lỗi, đó là họa tiết không rõ ràng. Nhìn qua nhìn lại thì vẫn chưa giống con nai lắm đâu ha. Đó là những lỗi lớn mà mình muốn các bạn biết và tránh phạm phải. Biết đâu sau này khi mình tổ chức những lần thi thử online khác, các bạn sẽ tham gia với một cái kiến thức và một tâm thế thực sự sẵn sàng, sẽ cho ra kết quả bài thi tốt hơn nữa so với các anh chị tiền bối của mình. Và mình tin rằng các anh chị đó cũng sẽ mong như thế.